hai mũ hai. Vậy thì để đỡ bị mất thời gian giải, các bạn kẹp luôn hai đầu nó luôn, chúng ta chứng minh đồng thời hai cái vế này luôn. Hai mũ hai lớn hơn cái gì nhỉ? Một nhân hai và bé hơn hai nhân ba. Ừ. Vậy thì để đưa xuống phân số thì nó sẽ thế nào đây? Cái chiều này nó sẽ thế nào nhỉ? Ngược lại, lớn hơn 1 trên 2 mũ 2 và lớn hơn 1 trên 2 nhân 3. Cả lớp đã hiểu chưa? Ok nhá, vậy tương tự ta ghi cái số 2 này. 3 mũ 2. À, 3 mũ 2 lớn hơn gì đây? Đúng rồi, 2 nhân 3 và bé hơn 3 nhân 4. Rồi đưa xuống mẫu số thì dấu bất đẳng thức lại quay ngược lại. Khi tử giống nhau, 1 trên 2 nhân 3 lớn hơn 1 trên 3 mũ 2 và lớn hơn bao nhiêu đây? 1 trên 3 nhân 4. Đó, vậy khi cộng tương ứng là vế phải vào này, các bạn thấy nó rút gọn được. Anh này cộng tương ứng cũng rút gọn được. Rồi, vân vân vân. Và mình ghi đại diện phân số cuối đúng không? 10 bình phương. Lớn hơn bao nhiêu đây? 9 nhân 10 đúng không? 9 nhân 10 và bé hơn bao nhiêu? 10 nhân 11. À, vậy đưa xuống phân số chúng ta lại có nghịch đảo lại. Và lớn hơn 1 phần 10 nhân 11. À, vậy thì đến đây người ta sẽ làm cái phép gì? Nhớ nhá. Đến đây người ta sẽ nói một cái từ quan trọng, đó chính là gì nhỉ? Cộng tương ứng. Cộng tương ứng. À, cộng tương ứng ở đây nó chính là gì? Ở cái phần lý thuyết nó chính là, các bạn chú ý nhá, đó là gì? A lớn hơn M, B lớn hơn N, C lớn hơn P. Vậy khi cộng tương ứng lại, chúng ta sẽ có các vế trái cộng với nhau lớn hơn vế phải cộng với nhau. Đó, thì người ta gọi nó là phép cộng tương ứng. Và nhớ chỉ được phép cộng với những anh cùng chiều như vậy, chứ không phải một anh lớn hơn một anh kia nhỏ hơn mà các bạn cộng lại là sai bét nhè luôn. Cho nên phải nhớ là cộng là tương ứng những cái dấu của bất đẳng thức này. Vậy thì từ đây chúng ta có đây một loạt vế trái hàng thứ cột thứ nhất này cộng lại sẽ lớn hơn tương ứng cái cộng cột giữa này lại. Đấy, chúng ta có 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cho tới 1 trên 9 nhân 10 lớn hơn. Rồi tổng các cái cột giữa này lại thì chính là gì nhỉ? Chính là biểu tượng A. Và lớn hơn vế bé nhất ở bên này, đó chính là 1 trên 2 nhân 3, 3 nhân 4 cho tới bao nhiêu? 10 nhân 11. Ok chưa? Và chúng ta thấy đây chính là những cái rút gọn được chưa? Anh này sau khi rút gọn được gì? 1 trừ bao nhiêu? À, 1 trừ 1 phần 10 lớn hơn A. Bên phải rút gọn được bao nhiêu? Trừ đi bao nhiêu? 1 phần 2 trừ 1 phần 11 đúng không? Thế thôi. 1 trừ 1 phần 10 sẽ cho ta chính là 9 phần 10 lớn hơn A. Lớn hơn anh này chính là bao nhiêu? 9 phần 22. Ok, cả lớp đã hiểu về cái loại mà chúng ta không rút gọn trực tiếp được, nhưng phải tìm cách đi so sánh với một biểu thức mà rút gọn được chưa? Hiểu chưa? À, thế thôi. Ừ.